Tổng thống Putin tuyên thệ nhậm chức hôm nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 tại Điện Kremlin, Moscow trong ngày 7 tháng 5. Tổng thống Putin, 71 tuổi, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 3 với 87,28% phiếu bầu, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới 6 năm sau lễ nhậm chức. Một quan chức cấp cao Điện Kremlin cho biết người đứng đầu tất cả cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Moscow đều được mời dự lễ nhậm chức bắt đầu lúc 12 giờ, 16 giờ giờ Hà Nội. Mỹ 20 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU, Anh, Canada thông báo sẽ không cử đại diện tới dự. 7 quốc gia EU, trong đó có Pháp, Hungary và Slovakia, dự kiến cử đại diện tham dự buổi lễ. Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ nghi ngờ về bầu cử Nga và kêu gọi các nước không cử đại diện đến sự kiện. Sau lễ nhậm chức của ông Putin, chính phủ hiện tại của Nga sẽ từ chức và quốc hội sẽ phê chuẩn chính phủ mới. Tổng thống Putin sẽ giới thiệu ứng viên thủ tướng với Hạ viện Nga để được phê chuẩn quốc hội có quyền chấp thuận hoặc từ chối ứng viên thủ tướng được đề xuất. Song Tổng thống Putin có thể trực tiếp bổ nhiệm thủ tướng mà không cần sự chấp thuận của quốc hội nếu các nghị sĩ từ chối ứng viên ba lần. Trong trường hợp như vậy, ông Putin có quyền giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử quốc hội mới. Theo truyền thông Nga, Thủ tướng đương nhiệm Mikhail Mishustin có thể sẽ được tái bổ nhiệm vì ông được nhiều người coi là lãnh đạo thành công chính phủ. Khi nền kinh tế vẫn phát triển trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine và các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, ông Putin sẽ trực tiếp bổ nhiệm các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng, tư pháp, tình trạng khẩn cấp và nội vụ với sự tham vấn của Thượng viện. Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu được cho là sẽ tiếp tục giữ chức vụ. Các bộ liên quan kinh tế, tài chính cũng dự kiến không có thay đổi. Do sự chỉ trích của công chúng đối với các chính sách giáo dục, thể thao và văn hóa, nhiều khả năng có một số thay đổi ở các bộ liên quan. Nga cũng có thể thành lập bộ thanh niên. Theo luật pháp Nga, quá trình phê chuẩn chính phủ mới có thể kéo dài đến 20 tháng 5, dù danh sách ứng viên thủ tướng và hội đồng bộ trưởng sẽ được trình lên quốc hội ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống. Tổng thống Putin lãnh đạo nước Nga từ năm 2000. Thời điểm đó, Hiến pháp Nga không cho phép một người giữ chức Tổng thống ba nhiệm kỳ liên tiếp. Sau hai nhiệm kỳ bốn năm đầu tiên, ông Putin đảm nhận ghế thủ tướng trong khi ông Dmitry Medvedev giữ chức Tổng thống. Trước thềm cuộc bầu cử năm 2012, ông Putin thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp Nga, loại bỏ các giới hạn để tăng nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm. Năm 2021, khi đảm nhận nhiệm kỳ thứ tư, tổng thống Putin ký đạo luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ. Trên lý thuyết, đạo luật này cho phép ông có thể nắm quyền tới năm 83 tuổi. Phản ứng của phương Tây với lễ nhậm chức của tổng thống Nga Vladimir Putin. Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới của tổng thống Vladimir Putin dự kiến sẽ có sự tham gia của các quan chức quốc tế, bao gồm cả nhiều nước thành viên EU. Trong khi Mỹ và nhiều nước từ chối tham dự buổi lễ nhậm chức của ông Putin thì Pháp và một số quốc gia EU khác dự kiến vẫn sẽ cử đặc phái viên đến bất chấp lời cầu xin của Kiev. Quan hệ Pháp, Nga đã xấu đi trong những tháng gần đây khi Paris tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Quyết định của Paris cho thấy sự chia rẽ tiềm ẩn trong phe phương Tây với một số quốc gia, bao gồm cả các nước vùng Baltic, vốn phản đối việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, chúng tôi sẽ không có đại diện tại lễ nhậm chức của ông ấy. Chúng tôi chắc chắn không coi cuộc bầu cử đó là tự do và công bằng nhưng ông ấy là Tổng thống Nga và ông ta sẽ tiếp tục giữ chức vụ đó. Trong khi đó, ngày 6 tháng 5, Anh và Canada khẳng định sẽ không cử bất kỳ ai tham dự buổi lễ. Cả hai nước này đưa ra tuyên bố của mình một ngày sau khi Nga tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật với hy vọng sẽ hạ nhiệt những cái đầu nóng ở phương Tây. Về phía Ukraine, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố, Ukraine thấy không có cơ sở pháp lý nào để công nhận ông Putin là tổng thống hợp pháp và được bầu cử dân chủ của Liên bang Nga. Đức cho biết sẽ không cử đại diện đến dự lễ nhậm chức của tổng thống Putin. Các nước vùng Baltic hiện không còn đại diện ngoại giao ở Moscow cũng đã loại trừ việc tham dự lễ nhậm chức. Theo nguồn tin của Reuters, một nhà ngoại giao châu Âu cho biết 20 quốc gia thành viên EU sẽ tẩy chay sự kiện này nhưng 7 quốc gia khác dự kiến sẽ vẫn cử đại diện đến tham dự lễ nhậm chức của ông Putin. Hai nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp, Hungary và Slovakia đều dự kiến sẽ đến. Trong cuộc họp báo tại Moscow ngày 6 tháng 5, ông Yuri Usakov trợ lý về chính sách đối ngoại của tổng thống Nga cho biết những người đứng đầu tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao được công nhận ở Moscow, bao gồm cả những người từ các quốc gia không thân thiện, đã được mời tới dự lễ nhậm chức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, hãy đăng ký và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn.